chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nguyễn Family Boston. Hôm nay thì mình thấy hai cái cây này nó đã ra những cái chồi rễ cho các bạn nó đang mọc. Mặc dù là cái cây này nó đang còn hoa nhưng mà mình thấy nó đã có ra những cái chồi rễ mới rồi. Cho nên mình thay chậu nó trước khi mùa đông tới luôn các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy nè. Đây là những cái rễ nó đang sắp mọc nè các bạn. Nó đã mọc rồi đó. Mình nhìn thấy như thế này thì mình thay chậu thì nó sẽ mau phát triển hơn. Đây là cái rễ của nó nè. Thì hai cây hoa này là cây hoa có mùi thơm. Cái cây hoa này thì mình có tới 3 cây lận. Tại vì cái hoa này nó có mùi thơm và nó bán trong chợ đó các bạn. Đây nè các bạn, cái cây hoa này nó cũng đang có rễ mọc nè các bạn. Khi có những cái chồi rễ nhú ra như thế này thì mình sẽ thay chậu cho nó luôn. Mình thay cho nó thì sẵn nó vô cái giá thể mới thì nó sẽ mau phát triển và nó hợp với cái giá thể mới luôn các bạn. Nó nhanh hơn là khi mà nó không có đang mọc. Cái cây hoa này thì những cái chồi hoa nó đó nó ra bút mới luôn các bạn. Nó đang mọc hoa luôn rồi mọc rễ nữa. Cái rễ nó thì nhìn thấy cũng khá ok. Cái này bây giờ mình sẽ mở ra mình cho các bạn xem cái rễ nó như thế nào ha. Bây giờ mình mở ra rồi mình xem những cái rễ nào mà nó bị thối đó các bạn thì mình sẽ cắt bỏ. Thông thường là trước khi thay chậu á, là mình phải ngâm cái giá thể này nè vào trong cái nước để cho dễ mở. Hôm qua mình mới tưới rồi nên mình nghĩ nó còn ướt, dễ mở nhưng mà nó cũng hơi bị khô. Cái cây này nói chung là nó cái moss cũng hơi bị mốc đó các bạn. Cái rễ đây cũng có vài rễ thối. Cái rễ nào mà thối thì mình sẽ cắt bỏ hết. Mấy cái rễ nằm ở chính giữa nè các bạn, nó thối á, nó dập dập á, mình cắt bỏ luôn. Trước khi mình cắt bỏ những cái rễ đó thì mình sẽ khử trùng cây kéo để tránh cái tình trạng là bị nhiễm trùng nha các bạn. Mấy cái đầu rễ trên đây nè, nó bị hư hết nè, mình cắt bỏ luôn. Mấy cái rễ mà chính giữa đó các bạn, nó bị nhăn nhăn gãy thì mình cũng cắt bỏ luôn vì những cái rễ đó trước sau cũng thối rồi các bạn. Cho nên khi mình gặp những cái cây như thế này thì mình cũng mạnh dạn mình cắt bỏ những cái rễ nằm chính giữa luôn các bạn. Vì cái cây này nó còn khá nhiều rễ. Nếu mà cái cây ít rễ thì mình để chừa cho nó. Còn cái cây này khá nhiều rễ nên mình cắt hết những cái rễ nằm chính giữa luôn. Vì trước sau nó cũng thối mấy cái rễ này à. Để cho nó trống chỗ, có chỗ cho những cái rễ mới nó mọc đó các bạn. Sau đó thì bây giờ mình xịt thuốc sát trùng vô cái chỗ mình mới cắt ha. Đây nè các bạn, mình cho các bạn xem những cái rễ mới đang mọc nè. Những cái đầu rễ đó nó đang mọc nó như thế này nè. Cái rễ non đang mọc đó. Vì cái hoa này nó có màu đỏ tím đậm đó các bạn, cho nên cái đầu rễ nó cũng có màu. Nên nó bình thường. Các bạn có thể nhìn thấy cái đầu rễ nó có màu đó. Bây giờ mình để ở đây. Mình sẽ mở cái cây còn lại luôn nha. Vì cái cây này nè các bạn, nó có mùi thơm và mình mua ở trong chợ đó. Giá của nó thì rất là rẻ nhưng mà nó có mùi thơm. Trong chợ Trader Joe đó các bạn, mình mua cái cây này giá khoảng 9 đồng 10 đồng gì đó. Nên mình thấy cái màu này mình mới mua. Vì nó thơm đó, mình mua 3 cây luôn.
Nếu mà những cây này các bạn mà mua trong nursery, cái giá ít nhất cũng phải là 35 đồng một cây. Thì có hoa như vậy nè, giá nhiều khi còn đắt hơn nữa. Ở đây có những cái rễ thối nè các bạn. Nói chung là hai cái cây này nó khá tốt đó, tuy rằng nó có những cái rễ thối nhưng mà không đáng kể. Những cái rễ này nằm phía trên, nó có thối cũng không sao các bạn. Giờ mình mở ra những cái moss ở dưới này luôn. Khi mà bạn thay chậu như thế này, trong lúc mà cái cây còn hoa như thế này, thì bạn phải đối mặt với thứ nhất là có thể là rễ thối nè, rồi cái hoa nó sẽ bị rụng hoa, rồi rụng búp. Nhưng mà đối với mình á, khi mình thay chậu á, thì cái điều đó thì hiếm xảy ra lắm các bạn. Mình khoảng 10 cây thì mình mới bị một cây, có nghĩa là mình cũng bị chứ không phải là không bị. Nhưng mà mình cũng ít khi nào bị lắm. Có những cây thì sẽ bị, và có những cây khi mình không thay chậu gì hết nó cũng bị rụng luôn các bạn, nó bị thối hết luôn. Nói chung là tùy cây à. Vì mùa đông sắp đến rồi đó các bạn, nên sẵn tiện giờ còn ấm là mình sẵn rồi mình thay chậu nó luôn. Mình để lâu quá mình sợ nó thối hết, rồi vô mùa đông lại khó thay chậu nữa. Ở đây thì mấy cái chính giữa nè, những cái rễ chính giữa này nó bị hư hết này các bạn, nên mình cắt bỏ luôn. Mình thấy sau khi mình thay chậu á, là cái cây nó phát triển rất là nhanh luôn khi mà nó mọc cái đầu rễ như thế này. Có nghĩa là khi các bạn nhìn thấy cái cây nó đang mọc đó, những cái rễ mới đang mọc ra, thì mình thay chậu thì nó rất là nhanh. Cái cây này cũng khá nhiều rễ nè. Mấy cái rễ đây chính giữa nó bị nát hết rồi. Nhìn thì thấy nó còn nguyên nhưng mà nó bị gãy hết trơn các bạn. Mình để lâu á, sợ nó bị khi mình thay vô chậu á, trước sau nó cũng thối à. Giống cái rễ này nè, nó bị gãy hết rồi. Mình cắt bỏ thì mình cũng tiếc, mình không cắt thì mình cũng lo, sợ nó thối. Đang lúc nó có hoa các bạn, mình cũng không dám cắt nhiều. Mình cắt nhiều quá mình cũng sợ nó bị rụng hoa nữa. Tại cái rễ này cũng dài. Giờ ở đây thì mình có fertilizer đá xốp đó các bạn. Thì mình trộn với vỏ thông. Đây là cái loại vỏ thông mình xài nè các bạn, của New Zealand. Đây là cái loại vỏ thông rất là tốt và nổi tiếng, hầu như mấy người trồng lan ở Mỹ là đa số xài cái loại này các bạn. Cho nên mình cũng sử dụng cái loại này luôn. Giá thành thì nó hơi đắt hơn, nhưng mà cái vỏ thông rất là tốt. Các bạn có thể nghe mùi nó không bị mốc. Giờ mình trộn hai cái loại này lại với nhau ha. Đá xốp này mình gọi là fertilizer, còn không là pumice cũng được. Lần này thì mình sẽ sử dụng cái loại này nè các bạn, vermiculite. Cái loại này thì mình thấy ở trong cái lan của người ta, giá thể của người ta đó các bạn, ở Đài Loan thì họ xài rất là nhiều. Và mình đã nghe nhiều người xài rồi, nên mình đã thử mình xài trên những cái cây của mình đó các bạn. Thì ở đây nè, sau khi mình trồng thử thì mình thấy rất là tốt. Các bạn có thể thấy hai cái cây này ở đây là mình có trộn nó vô đó các bạn. Cái cây lá to mà bự nè các bạn. Cái này thì giống như là nó giữ độ ẩm đó các bạn. Cây này đang ra rồi hoa luôn đó các bạn. Và cái cây này các bạn có thể nhìn thấy nè. Nói chung là hai cây này rất là tốt luôn, cực kỳ tốt luôn. Và rễ ra rất là nhiều luôn. Cây này mình cũng mới trồng nhưng mà nó rất là tốt. Cái rễ nó bây giờ nó ngập luôn là cái chậu luôn đó các bạn. Vì mình thấy nhiều người xài và mình cũng không biết là xài được hay không, nên mình đã thử trên những cái cây này nè các bạn. Thì nó cho kết quả rất là tốt. Hầu như những cái cây nào mình trồng bằng cái này thì nó đều sống và nói chung là rất là tốt như thế này. Mình có thể đem ra mình quay cho các bạn xem hai cái cây này làm ví dụ ha.
Cho nên bây giờ mình sẽ trộn nó vô những cái giá thể của mình, bất cứ khi nào là mình xài thì mình có sẽ sử dụng nó. Thì cái đó đó các bạn nhìn rễ nè, rễ rất là nhiều luôn, đi xuống dưới á. Cái chậu đó là mình trồng 3 cây vô một chậu. Thì bây giờ mình sẽ trộn cái đó vô trong này, vô trong chung giá thể. Mình không có trộn nhiều đâu các bạn, vì cái này là nó giữ nước nè. Mình trộn vô, mình rải rải ít vô. Mình trộn vô khoảng là 10%. Cái này thì nó giúp là giữ độ ẩm đó các bạn. Thì khi mà mình mở cái giá thể như trong Moss đi thì mình vẫn thấy nó các bạn. Khi mà mình mở cái cây lan hồ điệp ra, mình thay chậu đó các bạn, thì mình thấy đa số là có cái đó. Vì khi mình mở ra mình nhìn thấy cái nào mà nó có ánh sáng óng ánh giống như vàng vậy đó các bạn. Cái màu nó giống như óng ánh như vàng vậy đó. Thì là nó đó các bạn. Giống như nãy giờ nè, trong hai cái chậu này là mình mở trong Moss ra mình vẫn thấy hai cái đó, mình vẫn thấy cái đó luôn đó các bạn. Cái vermiculite đó. Thì cái đó là dành cho trồng cây đó các bạn, trồng rau này kia đó, nhưng mà mình có thể mình sử dụng trong trồng lan luôn các bạn. Vì nó giữ độ ẩm. Cái vermiculite đó các bạn có thể tìm mua ở mấy cái tiệm Home Depot hoặc chợ lô gì cũng có bán hết các bạn. Giờ thì mình bỏ vô giá thể vô trong cái này. Đây là những cái ly mình uống cà phê rồi mình tự chế đó các bạn. Mình nói để cho những bạn nào mà xem video lần đầu tiên không biết thì có thể tìm xem những video cũ của mình. Mình đã có những video tự làm chậu như thế này. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái giá thể vô. Mình không có che cái lá lại nha các bạn. Lúc nào thì mình bỏ giá thể vô thì cũng phải ở dưới cái lá, không được được che cái lá, không thôi nó bị thối. Cái vòi hoa này nó hơi rung rinh nên mình sẽ dùng cái cây mình làm cho cái cây nó cứng cáp lại các bạn, để cho nó giữ cái cây đừng có rung rinh, mà khi cái cây rung rinh á thì nó sẽ khó ra rễ. Nên mình kẹp lại như thế này để cho có cái cây nó vẫn nó cứng lại. Bây giờ mình sẽ thay chậu trong cái ly khác này các bạn. Vì cái cây này nó lớn hơn cái cây kia nên mình sẽ sử dụng cái ly lớn hơn. Cái rễ nó nhiều hơn đó các bạn, cái rễ cây kia thì nó ít hơn. Nên mình sử dụng cái ly nhỏ hơn. Các bạn nhớ là khi mình làm những cái ly như thế này thì mình cố gắng đục thật là nhiều lỗ để cho nó có không khí lưu thông ở trong đó. Nó thông thoáng cái rễ đó các bạn. Và nó có giữ độ ẩm, thúc từ cái nước từ cái ly bên ngoài. Nói chung là càng nhiều lỗ càng tốt. Mình bỏ giá thể vô thì mình cũng chừa một đoạn để chút xíu nữa là mình sẽ bỏ đá đó các bạn. Mình bỏ vô cái ly bên ngoài như thế này. Rồi cuối cùng thì mình sẽ bỏ một lớp đá lên trên bề mặt. Đá này là nó không hút nước nha các bạn. Cái loại đá này thì mình mua ở tiệm bán thú đó cưng đó các bạn. Thì cái đá này dành cho hồ cá. Sau khi sử dụng cái đá này trên bề mặt như thế này thì nó có kết quả rất là tốt và nó kích thích cây lan ra rễ và giữ ẩm cho cái giá thể đó các bạn. Cho nên lúc nào khi mà mình thay chậu xong mình cũng bỏ một cái lớp đá như thế này, vì khi mình tưới cây thì cái giá thể không bị nổi lên và nó giúp đè nặng cái cây xuống các bạn, nó cứng cáp, nó không có nghiêng cái chậu không có bị nhẹ, nó ngã lật đổ. Lúc trước khi mà mình nhìn thấy người ta trồng như thế này thì mình thấy đã lâu rồi, nhưng mà mình không có muốn thử vì mình thấy sao mà lan mà trồng trong đá được. Mình không có tin vào cái phương pháp này, nhưng mà sau khi mình thử rồi mình rất là thích các bạn. Vì những cái rễ nó ra rất là mập. Mình không ngờ có một lớp đá như thế này mà nó có tác dụng rất là lớn.
Vì khí hậu của bên mình á, là nó rất là khô. Lúc nào trên bề mặt cũng bị khô hết các bạn. Nhất là mình khi mình trồng đất nung. Nhưng mà sau khi mình bỏ cái lớp sỏi này trên bề mặt á, thì cái lớp đất nung ở trên cùng thì nó giữ ẩm cho cái lớp đất nung đó không có bị khô các bạn. Giờ thì mình đã thay chậu xong rồi nè các bạn. Mình đem ra ngoài đây, mình quay cho các bạn xem bên ngoài để có ánh sáng đẹp nha. Mình bỏ trong cái chậu như thế này cho nó vững, mình để trên cái ghế thì nó hơi bị bấp bênh chút xíu đó các bạn. Cái hoa lan này đem ra ngoài này nghe cái mùi rất là thơm. Cái màu nó như thế này nè các bạn, cái cánh hoa rất là dày luôn. Hôm trước là nó chưa có mấy cái búp mới đâu các bạn. Hôm nay thì bắt đầu nó đã cho thêm mấy cái búp mới nữa. Nói chung là nó tiếp tục cứ ra hoa như vậy đó. Mình nghĩ cái loại hoa này nó thuộc về mùa hè đó các bạn, nó gọi là summer blooming á. Nó có hai loại lan hồ điệp, một là winter blooming, còn cái thứ hai á là summer blooming. Mình nghĩ cái này là thuộc loại là hoa lan nở mùa hè chứ không phải là hoa lan nở mùa đông. Cái chậu này mình để nó trong cái chậu ở bên ngoài trang trí như thế này nè các bạn, thì nó sẽ che lại, nó không cho ánh nắng lọt vào, và khi cái rễ nó mọc ra mình nhìn thấy nó không bị màu xanh. Cái cánh hoa của cái cây này nó hơi bị cong á các bạn. Tuy nó cùng màu nhưng mà nó hơi bị lạ. Nó đang ra búp mới nhỏ đó các bạn. Cái đặc điểm của cái những cây hoa mà nở mùa hè là nó không có nhiều hoa. Chỉ vài bông thôi các bạn, 1 2 3 bông thôi. Rồi bắt đầu hoa này tàn, nó sẽ mọc tiếp tục hoài luôn một thời gian dài luôn. Nó mọc ra những cái búp mới nguyên cả một mùa hè dài luôn. Mấy cái hoa này mình đứng đây mình quay là mình đã nghe mùi thơm. Thật ra những cây lan này rất là hiếm gặp khi mình mua lan ở trong chợ các bạn. Mình rất là may mắn khi mình gặp những cây lan này giá rẻ như vậy. Cho nên nếu tình cờ các bạn gặp những cây lan này thì các bạn nên mua nha. Hôm nay thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn có thích video của mình thì các bạn hãy bấm like, share và bấm subscribe đón xem những video tiếp theo của mình nha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!